Đây, bữa nay con giải thích rõ cho cô chú nha. Chà là không phải được gọi là chà là Trung Đông. Chà là Trung Đông là tên gọi chung chung cho những người không có tìm hiểu. Riêng ở đây chà là nó có mỗi một cái loại là nó mỗi tên khác nhau. Như riêng thằng này là ba hy vàng này, thằng này là red ba hy này, thằng này là khoai nasi này. Thậm chí trên cuốn người ta vẫn để cho mình phân biệt tên của nó rất là rõ ràng. Còn những người mà gọi hỏi chà là Trung Đông là chà là có Trung Đông hay là không nha. Đây khoai nasi đây ha. Cái đó là những người chưa tìm hiểu tới nơi tới chốn đó mới gọi chung chung là chà là Trung Đông, chứ thật ra là chà là mình là chà là ăn trái tươi ha. Nó chỉ riêng có ba nhà sản xuất lớn thôi, là hàng DBD là của Anh, xong đó sau đó là UAE, kế đến là hàng Iran. Nó chỉ có ba nhà sản xuất thôi. Thì bây giờ trước mắt con này, thằng này là hàng ba hy vàng này, thì trái là rất là quen thuộc rồi, con đem về nhiều lần, nhưng chỉ có lần này là thằng đặc biệt nhất, là cái thằng là thằng red bahi này là lần đầu tiên con mang trái về để ăn thử để đẩy mạnh, nhưng mà giá cây giống nó còn quá cao nên là con chưa có bán giống cho mình. Tầm khoảng một năm nữa cái mô ra số lượng nhiều rồi giá nó sẽ bình ổn lại thôi ha, giống như giống mới lai tạo vậy đó cô chú. Thì bây giờ cái trái này nó sẽ tròn và nó cục hơn cái thằng bahi vàng một xíu này. Nó cục hơn, bữa nay giọng con nó hơi khác một xíu nha cô chú, anh chị thông cảm và lắng nghe giúp con. Nếu ai muốn tìm hiểu cái chà là này coi hết clip này giúp con luôn nha. Thì nó sẽ giúp ích cho cô chú ha, cho cô chú có mạnh dạn để đầu tư nha. Chứ để mình muốn trồng một cái cây mình cũng phải tìm hiểu nhiều lắm à. Chứ không phải dưới thằng này quá mới mẻ đi, Việt Nam mình chưa có phổ biến được nhiều vườn đó, nên là cô chú cũng còn e ngại. Nhưng mà đến với con rồi thì cô chú sẽ thực tế hết. Con vừa bán cây mà vừa trồng cây luôn nha cô chú nha. Thì con luôn hỗ trợ cho cô chú trong cái quá trình trồng cây ha. Cây cô chú mua bên con thì sẽ được là bảo hành này, được đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng 100% là cây mô cho mình luôn. Đây, đây là cái thằng red bahi, trái nó tròn ha. Khoai nasi trái dài hơn. Nhưng mà cái này là nó chín quá nha cô chú, thật sự là chín đỏ là vừa rồi. Nhưng mà tại vì con vận chuyển về á, đi chuyến này nó hơi lâu một xíu nên là trái con nó bị trục trặc hơi nhiều. Nói chung là chuyến này bị lỗ, nói thẳng ra là bị lỗ. Đây khoai nasi trái nó dài hơn nhiều ha, trái này nó hơi héo rồi nó nhỏ lại chứ thật ra nó cũng to lắm à. Đây ba hy vàng có đây, mà con ăn thì con cảm thấy nó rừng như nhau. Đây cái ruột nó nè, nó dày thịt hơn, cơm nó ngọt, nó ngọt, nó ngọt sắc hơn cái thằng ba hy vàng với thằng khoai nasi một xíu thôi cô chú. Thì do giống mới giống cũ thôi ha. Mà nếu cô chú nào thích đầu tư thì đó là tùy sở thích của mình, mình muốn trồng cái gì đó là cô chú lựa chọn ha. Nhưng mà thằng này là đại trà, thằng này là phổ biến nha. Trong tất cả các siêu thị cao cấp rồi mình đi mình thấy thằng này nhiều, còn riêng màu đỏ là chưa có nhiều lắm nha cô chú nhé. Con thì đang trồng thằng này số lượng nhiều, hai thằng này thì ít thôi. Đây về nhiều quá, vận chuyển nó bị dập của con một mớ này. Chuyến này thật sự là kiều lỗ trắng tay luôn. Đây con sẽ đi ra cho cô chú xem cái lô hàng con mới về. Đây con về là con chuyên bán, con ít khi bán cái hàng Iran. Ba hy là con không bán hàng Iran. Ba hy vàng con chỉ bán hàng DBD này thôi. Thằng này nó phát triển rất là khỏe, cây nó rất là mau lớn hơn cái thằng Iran và thằng UAE rất là nhiều. Con trồng rồi và con trải nghiệm rồi nên con khẳng định với mình thằng DBD này là nó rất là chuẩn. Cây của nó phát triển ghê gớm lắm, phát triển rất là nhanh. Con cũng có quay vườn của con ở trong vườn là đã trồng hơn 700 cây cho mình xem rồi đó. Đó thì có ai muốn tham khảo thì lại tới vườn của con liên hệ qua số 0945707848 gặp con Kiều nha. Bữa nay là con Kiều chứ không phải con khác đâu, mà tại vì cái giọng nói của con nó bị khan tiếng mà con cố gắng quay clip cho mình á. Rồi cô chú đây, đây là cái thằng ba hy vàng hàng DBD nha, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng cho mình luôn, thằng này phát triển rất tốt đó. Thì cô chú nào thích đẩy mạnh cái thằng này thì alo cho con, nhưng mà mình còn ngại ngùng thì hãy gọi trực tiếp cho con để được tư vấn nè. Còn muốn tham khảo vườn thì cô chú đến với con luôn nha. Địa chỉ là Đông Hưng 1, Đông Thành, Bình Minh, Vĩnh Long nha cô chú nha. Hàng con nhập về như thế này thì nó nằm ở số lượng là một cây như thế này là nó nằm ở 25 cây. Đấy, 25 mô như thế đấy. Đấy thì cái quá trình cô chú mua cây giống bên con này, con luôn đồng hành với cô chú luôn, tại vì con là người trồng nữa.
nên là con sẽ đồng hành với cô chú đến khi cây mình có trái và phát triển ha. À, từng ngày từng giờ nếu là cô chú tư vấn giờ nào con cũng có thể tư vấn cho cô chú hết nha. Đó, đây là cô chú có muốn tìm hiểu thì gọi cho con. Bây giờ mình đầu tư thằng này là ok rồi, thằng này á thì không thể nào là ương hột lên được. Nếu như các trái hồi nãy con ăn mà con ương hột lên á thì nó sẽ là cây được 98% là nó sẽ không có trái nha cô chú nha. Còn riêng là mình trồng cây mô này là 100% cây cái cho mình nên là giá trị cây mô nó hơi cao. Hiện tại cây này con đang bán 1.650.000 một cây ha. 1.650.000 cho mình nha, là ship tới nơi cho mình đó. Nhưng mà mình mua số lượng đầu trăm đầu ngàn thì cái giá con sẽ thương lượng lại. Nhưng mà cô chú cũng biết rồi, thì cái thằng này là hàng nhập về, tất cả các nhà vườn nó bán đều có giá ba rem như nhau thôi, trên lệch 20-30 ngàn, 50 ngàn tiền cước thôi ha. Cô chú mua ở đâu cũng vậy, mua ủng hộ con nha, tại vì con bán ở đó tới giờ nhiều loại giống rồi, cô chú quá quen thuộc rồi ha. Nhà vườn con cũng được một số niềm tin tưởng của cô chú rồi ha. Rồi thì cô chú nào thích đó thì cứ liên hệ với con nha cô chú nha. Rồi con chào cô chú, hẹn gặp lại cô chú trong cái video tiếp theo. Một hai hôm nữa con đi vườn của khách, khách đã trồng với số lượng nhiều rồi, cây đang phát triển tốt đó. Cái bây giờ khách đặt thêm cây, con đi giao cây, con sẽ review cái vườn đang phát triển đó của khách cho cô chú xem và tham khảo nha, để mình có động lực để mình trồng nha. Nói chung con cũng biết ha, nông dân mình trồng ra một cái cây cũng là khó khăn lắm, thời gian chăm sóc nó cũng là khá dài và cực nữa. Mà trồng một cái cây mà cảm thấy không đúng giống hoặc là nó có trục trặc sau này thì mình tiếc lắm. Nên là cô chú cũng còn e ngại nhiều, nên con cố gắng quay nhiều clip hơn để tạo niềm tin và động lực cho cô chú nha. Rồi con hẹn gặp lại cô chú trong clip tiếp theo nha.